liệu mình có còn bình thường được nữa không? Đây là một cái câu hỏi mình tự hỏi chính mình ở những chương đầu của tác phẩm. Nghe đáng sợ ha, như là một cái biển báo nguy hiểm vậy. Như kiểu đang trải nghiệm góc nhìn của thiên tài thì cũng không phải, mà kẻ điên thì chắc là không. Vì thực chất á, thiên tài và kẻ điên đều là những cái khái niệm do xã hội nhào nặng và định hình nên mà. Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Mình thì tuần vừa rồi của mình xảy ra khá nhiều chuyện. Điện thoại mà mình dùng để quay vlog á thì nó cũng bị trục trặc, nó bị hư camera. Và mình cũng hên là tới cuối cùng mình sắp xếp được để mà lên chiếc clip này, hên ghê. Nên là thời gian trong video này nó khá mệt mỏi, nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng ra chiếc clip này. Hôm nay thì mình sẽ nói với mọi người về cảm nhận của bản thân về quyển sách Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải. Wow. Do tác giả Cao Minh viết và được dịch bởi Thu Hương. Mà sau khi đọc sách á, mình đã tự hỏi bản thân mình là liệu mình có còn được bình thường nữa không? Và định nghĩa thế nào là một con người bình thường? Trước khi đi tiếp với video của mình thì Ký Kỳ Cục còn có phiên bản nhắm mắt. Mà đường link mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả ha. Hãy để lại một lượt đăng ký nếu mà bạn thấy thích, và hãy nhấn vào nút chuông để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã này nha. Và bây giờ thì vào video thôi. Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải rất là khác so với những quyển sách trước mà mình đã đọc. Mình có thể cá với mọi người là khi mà các bạn đọc những cái thông tin từ bìa sách đó, bạn sẽ không biết thực chất quyển sách đang nói về cái gì. Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải á, là một tác phẩm được viết bởi tác giả Cao Minh, nơi ông dành nhiều thời gian để mình đi phỏng vấn, mà những đối tượng ông phỏng vấn á, lại được người đời nhận định là những kẻ điên. Từ đó để mà làm tư liệu viết nên tác phẩm này. Mà sau những cái cuộc hội thoại đầu thôi, chỉ có một từ để bản thân mình miêu tả, đó là hoang mang nhân sinh. Hoang mang nhân sinh. Thiên tài và kẻ điên, như hai từ đối lập vậy, như hai cực trái dấu vậy. Là mình có một cái liên tưởng là hồi nhỏ mọi người có từng được hỏi qua cái câu là ok, bạn chọn thiên thần hay là ác quỷ đây? Thiên thần là có thể vì cả thế giới mà hy sinh em, còn ác quỷ có thể hy sinh cả thế giới chỉ vì em. Chúng ta đều nhận thấy trong câu nói ấy có phần phiếm diện, nhưng cũng có lý mà, đúng không? Mình thì mình chưa từng tiếp xúc qua với những kẻ điên, nhưng những kẻ điên trong quyển sách này là mình có một cái suy nghĩ là cũng chả khác thiên tài là bao. Có khi nào thiên tài thực chất cũng có những cái nét suy nghĩ giống với kẻ điên, một cái lối suy nghĩ khác người. Chỉ có điều thiên tài họ chọn sống tiết chế và sống đúng với khuôn khổ của xã hội nên được tôn vinh. Còn với kẻ điên, họ sống hoàn toàn với cái suy nghĩ hoang dã, bản năng ấy, không để vào mắt những cái chuẩn mực của xã hội, nên mới bị người đời xa lánh không? Ấy, hoa mỹ là thế. Bây giờ mình sẽ nói một cách dân dã để mọi người có thể dễ hình dung nha. Thì quyển sách là tổng hợp những cái cuộc trò chuyện của tác giả đối với những bệnh nhân tâm thần. Qua đó thì chúng ta có thể thấy được những cái góc nhìn của bệnh nhân ấy đối với những sự việc, hiện tượng, những điều như một cái lẽ hiển nhiên trong cuộc sống mà dễ dàng bị phớt lờ. Qua đó cũng có thể thấy được cái dao động trong suy nghĩ của tác giả qua những cái cuộc trò chuyện ấy. Một điểm chung sau khi kết thúc mỗi chương sách đó là đều để lại cho mình những cái phút giây thẫn thờ, kiểu hoang mang nhân sinh luôn. Kiểu, ủa, mình nên đọc cái gì vậy? Không phải là vì nó không có lý, mà ngược lại, vì nó quá có lý đi. Vậy, quyển sách này sẽ dành cho ai? Đây là quyển sách dành cho tất cả mọi người, nhất là những bạn ưa suy tư, thích khám phá. Và vì quyển sách là những cái cuộc trò chuyện
của những bệnh nhân tâm thần với tác giả. Nhưng mà mình thấy nó thú vị như là kịch bản phim Hollywood vậy. Mình còn đang có một cái suy nghĩ là không biết có nhà biên kịch nào cảm thấy đang bí ý tưởng thì có thể đọc sách và mượn tham khảo ý tưởng và có thể chuyển tải thành phim. Đi sâu hơn vào những cảm nhận cá nhân của mình đi ha. Thì dù không có những cái thủ thuật tâm lý, nhưng mà một điều khiến mình rất là lưu tâm khi mà mình đọc sách đó là ở mỗi chương, khi mà tiếp xúc với một bệnh nhân mới thì tác giả thường sẽ thông qua cái biểu cảm gương mặt nè, những cái thần thái nè, cách nói chuyện của bệnh nhân, để từ đó đưa ra những cái tính từ miêu tả về tính cách của họ. Liệu mình có còn bình thường được nữa không? Đây là một cái câu hỏi mình tự hỏi chính mình ở những chương đầu của tác phẩm. Khi mà chưa quen với cái quyển sách này ấy, nghe đáng sợ ha, như là một cái biển báo nguy hiểm vậy. Như kiểu đang trải nghiệm góc nhìn của thiên tài thì cũng không phải, mà kẻ điên thì chắc là không. Vì thực chất á, thiên tài và kẻ điên đều là những cái khái niệm do xã hội nhào nặng và định hình nên mà. Có một điều mình thấy á, quyển sách khá là thú vị và có nhiều điều cũng khá là hợp lý. Từ đó mình đặt ra một câu hỏi cho mình là có thực sự những kẻ điên trong quyển sách này họ suy nghĩ như vậy không? Xin lỗi nếu mà mình nói điều này, nhưng mà thực chất đây là những cái cuộc trò chuyện của bệnh nhân với tác giả và đều do tác giả tường thuật lại cho chúng ta nghe. Mà có một điều mọi người biết gì không? Chúng ta đều là những kẻ tường thuật giả dối. Giả dối ở đây là những câu chuyện chúng ta kể nó đã mang đậm màu sắc cá nhân rồi. Chúng ta chỉ có thể cố gắng khách quan nhất có thể, và cách chúng ta nhận định những cái câu chuyện nó cũng đã qua màu sắc lăng kính cá nhân của tác giả rồi. Nói là nói như vậy thôi, chứ trong sách vẫn có những cái câu chuyện mà mình tâm đắc, như là sáng sinh chiều chết nè, trái tim vĩnh viễn không ngừng đập nè, rồi khoan sọ nữa, mà mình sẽ đi sâu ở một video sau ha. Bên cạnh đó thì cũng phải nói qua những điểm mà mình không thích ở sách. Điểm đầu tiên đó là form chữ và chất lượng giấy. Form chữ của tác phẩm này là dạng chữ mà có gạch chân ấy, mang lại cảm giác khó tập trung. Và khi mà ánh sáng soi qua những cái trang giấy thì trang sách dường như bị xuyên thấu, mang lại cảm giác khá là khó chịu. Điểm thứ hai mình không thích đó là vì tác phẩm viết theo dạng là những cái cuộc đối thoại A chấm hai chấm lời thoại của A, B chấm hai chấm lời thoại của B. Cách dùng đại từ nhân xưng anh khi mà tới phần nói của người đối diện làm cho mình những chương đầu mình vẫn không phân biệt được á. Mình đã suy nghĩ là có phải nếu mà dùng từ bệnh nhân á, thì nó sẽ không có được tôn trọng người đối diện, và thực chất những người đó thiên tài cũng không phải, kẻ điên thì chắc cũng không. Và tác giả có dụng ý khi dùng đại từ đó. Đó là suy nghĩ cá nhân mình. Một điều mà mình không thích nữa, có lẽ đây là chiếc review sách mà mình có nhiều điểm mình không thích nhất, đó là quyển sách này không có mục lục, gây cản trở không nhỏ trong cái quá trình mình tìm kiếm thông tin. Chung quy thì đây là một quyển sách thú vị. Các bạn thấy đó, có nhiều điểm trừ như vậy, nhưng mà nó cũng không cản mình đọc hết được quyển sách. Thì mọi người cũng hiểu là cái nội dung của nó cuốn đến như thế nào rồi đúng không? Có một câu nói mà mình cảm thấy rất là thích hợp để mà nói ở thời điểm này, mà nói chính xác từng lời từng chữ thì có lẽ là mình bị miss cái thông tin đó rồi, mình bị sót cái thông tin đó rồi. Mình nhớ đại khái cái ý nó là như vậy: quyển sách này đọc để biết, đọc để suy ngẫm, chứ đừng cố hiểu và đừng cố hòa làm một với nó. Đây như là một cái biển thông báo khi mà mình đọc cái quyển sách Thiên Tài bên trái, Kẻ Điên bên phải vậy. Thì nếu mà bạn nào cũng ấn tượng với câu nói này
mà có lưu lại trong sách đó, thì cho mình hỏi cái số trang sách cụ thể của cái câu nói này nha. Mình cảm ơn. Ok, và đó là tất cả những gì mà mình muốn truyền đạt với mọi người trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết chiếc clip này, cũng như là đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Còn bây giờ thì, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.